Xin chào tất cả các bạn. Đau lưng là một vấn đề phổ biến với rất là nhiều người. Sau đây là một số những bài tập yoga cơ bản tốt cho vùng lưng, cải thiện sức mạnh và tăng cường độ linh hoạt cho vùng lưng của chúng ta. Chúng ta cùng bắt đầu vào phần khởi động 7 chiều của cuộc sống nhé. Đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít vào nâng cao vùng cuộc sống. Gập người về đầu gối trái, hạ khửu tay xuống, thở ra. Chán xuống đầu gối, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải. Tiếp tục vươn tay qua đầu, hít vào. Gập người về đầu gối phải, hạ khửu tay xuống thẳng hàng với đầu gối, thở hết ra. Tiếp tục vươn hai tay qua đầu, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, hạ dần khửu tay xuống, tay phải thẳng áp mang tai. Ai đau cổ vai gáy mắt nhìn thẳng, không đau cổ vai gáy mắt nhìn lên. Từ từ nâng người lên, đan tay, hít sâu. Nghiêng người sang bên phải, hạ khửu tay xuống, thở hết ra. Tiếp tục hít vào, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang bên trái, tay phải đặt gối trái, nhấn đầu gối xuống, tay trái vòng phía sau lưng. Hai vai thẳng hàng, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục hít vào, về giữa. Vặn người sang bên phải, thở hết ra. Cố gắng đẩy lồng ngực của mình lên cho lưng thẳng, mắt nhìn về phía sau. Tiếp tục, hai tay qua đầu, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít vào, nhấc mông lên, hạ đầu gối xuống, đẩy lồng ngực lên cao, vươn cằm của mình lên. Từ từ hạ mông thật chậm xuống. Đan tay phía sau lưng, xoay vai, mở ngực, hít sâu. Từ từ gập người về phía trước, trán xuống. Hất tay lên cao, thở hết ra. Lặp lại vòng khởi động lần thứ hai, vươn tay lên cao, hít sâu. Gập người đầu gối trái, hạ khử tay xuống, thở hết ra. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ liên sườn bên phải của mình và mông của mình không lên. Tiếp tục hít vào. Gập người đầu gối phải, thở ra. Hít vào, về giữa, nâng cao lồng ngực. Nghiêng người về phía bên trái, hạ khửu tay thẳng hàng với hông. Tay phải áp mang tai, chúng ta hạ đến khi nào mà mông phải chúng ta chuẩn bị nhấc lên thì dừng lại. Hít vào, vươn căng vùng cột sống lên. Nghiêng người sang bên phải, thở hết ra. Cảm nhận sự căng giãn nơi liên sườn bên trái của mình, xòe 5 ngón tay để máu lưu thông. Rồi nâng người lên, về giữa, hít sâu. Vặn sang đầu gối trái, tay phải nhấn gối trái xuống, tay trái phía sau mông phải. Vắng nâng ngực của mình lên, hai vai thẳng hàng và mắt nhìn phía sau. Xoay người về trước, hít vào. Kéo giãn vùng cột sống lên trên. Vặn người sang bên phải, thở hết ra. Mắt nhìn theo vai phía sau. Tiếp tục đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít sâu. Hai tay chống phía sau, thở ra, hướng ngón tay cái về phía mông của mình ạ. Xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít vào, nhấc mông lên, ngực lên. Chúng ta không thả lỏng cổ về sau ạ, chúng ta kéo cằm mình một trước một chút và nâng cao vùng cổ của mình lên. Từ từ hạ mông xuống, thở ra. Đan tay phía sau, xoay vai, mở ngực, thẳng tay, hít vào. Siết bụng, từ từ gập người xuống phía trước, hất tay lên cao, thở hết ra, thả lỏng hai vai. Rồi một lần cuối, vươn tay lên cao, hít vào.
Gập người đầu gối trái, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, cố gắng vặn người đi tay ra sau sang trái một chút nữa. 4, cố gắng nhấn mông bên phải xuống. 3, thả lỏng toàn bộ vùng lườn phải của mình ạ. 2, hít thở đều. Và 1, rồi vươn tay lên cao, hít vào. Cảm nhận các đốt sống của mình đang hướng lên trên. Từ từ nghiêng, gập người về phía bên phải, hạ khử tay xuống. Rồi chúng ta đi tay ra sau một chút, miễn sao là mông của mình vẫn trên thảm. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5, 4, điều hòa hơi thở. 3, cố gắng cảm nhận vùng căng giãn nơi liên sườn phía bên trái của mình. 3, 2, và 1. Hít vào, nâng cao vùng cột sống. Từ từ nghiêng người sang bên trái, hạ khử tay xuống, tay phải áp mang tai. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, nâng cao lồng ngực của mình lên ạ. 4, nhấn mông bên phải xuống. 3, thở đều, thả lỏng vùng lườn của mình. 2, và 1, rồi nâng cao người của mình lên, hít vào. Nghiêng người sang bên phải, hạ khử tay xuống, thở ra. Lúc này ta cảm nhận sự căng giãn nơi liên sườn bên trái. 5, cố gắng nhấn mông bên trái xuống. 4, đẩy căng lồng ngực. 3, hít thở đều và điều hòa hơi thở đi ạ. 2, 1, nâng cao vai của mình lên về giữa, hít vào. Vặn người sang bên trái, tay phải nhấn gối trái xuống ạ. Tay trái phía sau mông phải hết mức có thể. Ta đẩy lồng ngực lên, mắt nhìn ra sau. Giữ và hít thở đều. 5, cứ hít vào ta nâng lồng ngực này. Thở ra tay lại vặn hơn một chút nữa. 4, dùng lực tay phải nhấn đầu gối trái xuống. 3, hít thở đều ạ. 2, và 1, rồi về giữa, hít vào. Vặn người sang bên phải, thở hết ra. Tay phải đi sau mông trái nhiều. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5, cố gắng nâng cao lồng ngực của mình lên. 4, cố gắng thả lỏng vùng lườn và vặn người ra sau thêm một chút nữa. 3, điều hòa hơi thở. 2, và 1, rồi xoay người về giữa, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít vào. Đẩy mông lên cao, ngực lên. Rồi, giữ ở đây và hít thở đều ạ. Chúng ta không thả lỏng cổ mà hơi kéo cằm lại một chút, đồng thời vươn dài cái cổ của mình ra. 4, nâng ngực lên nữa nào. 3, tiếp tục đẩy mông về phía trước, thả lỏng cột sống lưng. 2, và 1, rồi từ từ hạ mông xuống. Đan tay phía sau, xoay vai, mở ngực, hít sâu. Siết bụng, gập người từ từ chán xuống. Hất tay lên cao, thở hết ra. Giữ ở đây và điều hòa hơi thở. 5, 4, thả lỏng toàn bộ vùng lưng của mình. 3, cố gắng vai lên cao hơn nữa, thả lỏng phần cổ vai gáy. 2, mông của mình vẫn ở trên thảm, không nhấc lên. Và 1, rồi về giữa, hít vào. Vươn căng tay của mình lên. Hai tay đặt vai, thở ra. Ta sẽ khởi động phần khớp vai thật là kỹ. Hai tay đặt trên mỏm vai, khửu tay chạm nhau, đồng thời cuộn người lại, cằm thu về hõm cổ. Hít vào, ta vươn căng, khửu tay lên, đổ ngực về phía trước, mở rộng hai vai, đồng thời ngửa cổ lên một chút. Đó, thở ra, hai tay xuống, tiếp tục cuộn, khép khửu tay. Lần hai, hít, nâng khửu tay lên, mở ra sau, thở ra. 2, 3, tiếp tục như vậy. 4, cố gắng chuyển động chậm và mở rộng khớp vai của mình nhiều hơn. Và 1, hít vào, thở ra. Mở cái lớp, chúng ta xoay ngược lại, khép sát khửu tay, đồng thời cúi đầu xuống, mở rộng khử tay ra sau, hít vào. Cầm thu về hõm cổ, đồng thời khép khử tay, thở ra. 2, vươn căng lồng ngực của mình lên ạ. 3,
4. Lần cuối nào mở rộng lồng ngực ra. Rồi, 5. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập tay phải phía sau lưng, tay trái đặt vào khửu tay phải. Vắng là hít này, ta nâng khử tay của mình lên, mở rộng ra sau, thở ra. Hoặc ta lách lách cái tay của mình và hít thở đều. 5. Đẩy một cái lực của tay trái để khửu tay phải không dựa vào đầu nhiều quá. 4. Thả lỏng cái phần vai phải của mình ở đây. 3. Hít thở đều đi ạ. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập khử tay trái, tay phải đặt vào khử tay. Hít vào, nâng vai trái lên. Thở ra, kéo khử tay sang bên phải. Giữ ở đây và thở đều, đồng thời tha lỏng phần khớp vai. 5. 4. 3. Quàng kéo sang một chút nữa. 2. Và 1. Hít vào, hai tay ra ngang. Kéo tay phải sang bên trái, đồng thời gập khử tay trái. Đó, kéo sang bên trái, sao cho cái vai, phần vai này của mình nó sẽ hơi nhức đau một chút. Và giữ hít thở đều ở đây ạ. Mỗi lần thở chúng ta lại tha lỏng cái phần vai bên phải ra. 4, 3, 2 và 1. Về giữa, hít vào, mở căng lồng ngực, hai tay dang ngang. Gập khử tay phải, kéo tay trái sang bên phải, thở ra. Rồi chúng ta thả lỏng phần vai. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5, 4, 3, thả lỏng phần cơ vai. 2 và 1. Rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi chúng ta sẽ ngồi trên tư thế anh hùng. Sau đó gập người về phía trước, trán xuống. Đồng thời duỗi thẳng hai tay về phía trước, kéo dài các đốt sống lưng. Ở với một số người thì chúng ta sẽ khó hạ mông của mình xuống, do cái đùi của mình dày hoặc là cái cơ bụng của mình nó hơi lớn, thì chúng ta tách hai đầu gối của mình ra và từ từ hạ ngực trán của mình xuống. Thả lỏng vai ở đây và điều hòa hơi thở. Ở tư thế này chúng ta sẽ hạ mông gần sát gót chân của mình nhất có thể, thư giãn vùng lưng. Hít thở đều, điều hòa hơi thở trong 10 nhịp thở. Tha lỏng toàn bộ phần thắt lưng dưới. Cho các cơ ở phần các đốt sống lưng được kéo giãn ra và giảm đau phần lưng rất là nhiều ạ. Ở tư thế này chúng ta giữ và điều hòa hơi thở, đồng thời thả lỏng vùng lưng, thả lỏng vùng vai. Nếu cảm thấy khó chịu thì chúng ta có thể là đi thu tay về một chút và thả lỏng hai vai, mở khử tay sang hai bên. Rồi, từ từ nâng người của mình lên, khép hai đầu gối, mở hai đầu gối bằng hông. Ta hạ khử tay của mình xuống, đo khoảng cách. Sau đó là chúng ta sẽ đi thêm một bàn tay kể tính từ mũi tay của mình đi lên, nâng mông của mình lên. Lúc này hai đầu gối mở rộng bằng hông, ta xuôi mũi chân, cổ tay thẳng hàng với vai, xòe năm ngón tay ra, bấu chặt xuống thảm và xoay phần mắt cá tay ra bên ngoài, siết nhẹ phần cơ bụng lại một chút. Từ từ võng lưng xuống, hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Quàng siết cơ bụng. Thở ra, hóp bụng, cuộn lưng, cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn, rút vai lên cao. Tiếp tục, võng lưng xuống, vểnh mông lên, hít vào, vươn cằm, mở ngực ra. Cố gắng là rút vai của mình lên chứ không sụp vai. Từ từ thở ra, hóp bụng, cuộn lưng, thu cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Ta làm hai lần nữa, hít vào. Thở ra. Một lần cuối, từ từ võng lưng xuống,
hít vào, vểnh mông lên, vươn cằm, mở hết lồng ngực của mình ra, nâng vai lên cao, giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, quán xiết nhẹ cơ bụng nào. 4, đưa hơi thở lên lồng ngực của mình nhiều. 3, thả lỏng vùng lưng giữa của mình. 2 và 1, từ từ hít vào, cuộn lưng lên hóp bụng, thở ra, cuộn xương cụt xuống, vai nhô lên cao, cằm đưa về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn của mình, rút nhẹ cơ rốn của mình vào bên trong, rút nhẹ cơ bụng, giữ và thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, ta hít thở đều, vươn ngực về phía trước, thẳng sống lưng, ta không võng lưng nhiều quá. Hít vào, vươn cao tay phải lên, ta về tư thế sâu kim, hạ sâu vai phải xuống sang bên trái, thở hết ra. Rồi chúng ta đi cái vai của mình sang một chút. Ta có thể chống bàn tay trái vuông góc trước ngực, hoặc đi tay trái lên qua đầu áp mang tai. Ở tư thế này sẽ dùng giúp chúng ta đỡ giảm đau mỏi, sự đau vai gáy ạ. Và cái phần lưng của mình cũng được kéo giãn. Giữ và hít thở đều ở đây. Thả lỏng toàn bộ vùng khớp vai. Cố gắng giữ mông ở trung tâm, không đẩy mông sang bên trái. Rồi, từ từ chống tay trái xuống, nâng người trở về tư thế con bò mèo ạ. Tiếp theo, đổi bên, vươn cao tay trái lên, hít vào, vặn người sang bên phải, hạ sâu vai xuống, thở hết ra. Rồi, ở đây chúng ta có thể chống bàn tay phải vuông góc cổ tay thẳng hàng với khuỷu tay ở phía trước mặt của mình. Nếu ai tốt hơn, chúng ta có thể đi tay áp mang tai và điều hòa hơi thở ở đây. 5, cố gắng thẳng tay ạ. 4, thả lỏng vùng khớp vai phía dưới. 3, cảm nhận vùng căng giãn phía cổ vai gáy. 2 và 1. Hồi từ từ chống tay, nâng người lên về tư thế con bò mèo ạ. Từ đây chúng ta chống mũi chân, đẩy mông lên cao về tư thế V ngược. Cố gắng nhấn gót chân của mình xuống và đẩy đỉnh mông lên, đồng thời hạ sâu vai xuống, giữ và hít thở đều ạ. Ta có thể trùng gối này, lắc mông sang hai bên một chút để thả lỏng phần cơ kheo chân. Cố gắng là dướn đỉnh mông lên cao chứ chúng ta không cong lưng. 4, 3, 2, 1. Rồi. Hít vào, nâng chân phải, đá chân lên cao ra sau, mắt nhìn về phía giữa hai bàn tay. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, thở ra. Vươn hai tay qua đầu, chiến binh 1. Hạ gót chân trái 45 độ. Vươn căng lồng ngực. Vươn cằm của mình lên. Giữ ở đây và hít thở đều ạ. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ, từ đây chúng ta về tư thế chiến binh 2. Xoay người sang bên trái, xoay hai hông cân bằng và hóp bụng, cuộn lưng thẳng. Đồng thời hai tay ra ngang, giữ ở đây, mắt nhìn theo ngón tay phải. 5, siết chặt vùng cơ bụng. 4, 3, 2, 1. Hít vào về giữa. Từ từ nghiêng hạ tay trái xuống, tay phải áp mang tai, thở hết ra. Rồi, cố gắng đẩy hông của mình về phía trước và mắt nhìn lên qua vai phải. Giữ và hít thở đều. 4. Cảm nhận sự căng giãn nơi liền sườn bên phải. 3. Đi tay trái xuống một chút nữa, sao cho mông của mình vẫn trung tâm và không bị lệch sang hai bên. 2 và 1.
Về giữa hít vào, hai tay xuống thở ra. Bước chân về sau, tiếp tục tư thế V ngược. Gắng duỗi đỉnh mông lên cao. Thả lỏng phần cơ kheo chân, nếu ai bị căng kheo chân quá thì chúng ta có thể trùng gối ạ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2. Thả lỏng kheo chân nhiều đi ạ. Hạ sâu vai của mình xuống, đầu cổ thả lỏng. Và 1, rồi hít vào, nâng cao chân trái lên. Mắt nhìn về sữa giữa hai tay, úp hai mông cân bằng. Bước chân trái về cạnh bàn tay trái, thở ra. Vươn tay qua đầu, hít vào, nâng cao lồng ngực, ta về tư thế chiến binh 1. Sao cho gối đầu gối thẳng hàng với mắt cá chân. Xoay hai hông của mình cân bằng, mở căng lồng ngực của mình ra và vươn cao tay. Giữ hít thở đều ạ. 4, 3, siết chặt cơ bụng và thẳng chân sau. 2 và 1. Rồi từ từ xoay người hạ gót chân phải xuống 45 độ, hai tay ra ngang. Đồng thời xoay hai hông sang bên phải, lưng thẳng, siết nhẹ cơ bụng, cuộn xương cụt. Mắt nhìn ngón tay trái, lòng bàn tay úp xuống. Giữ và hít thở đều. 4, 3, cố lên nào. 2 và 1, hít vào. Từ từ hạ bàn tay phải xuống tay trái, áp mang tay, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều, gắng mở gối trái sang bên trái, siết chặt cơ đùi. 4, 3, đi tay phải về sau một chút nữa và đẩy hông về trước. 2 và 1, về giữa hít vào, nâng người lên, hạ hai tay xuống thảm, thở ra. Rồi, tư thế tấm ván, hóp bụng cuộn xương cụt, đầu cổ thẳng hàng với cột sống, siết cơ đùi, giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, hoáng siết chặt cơ bụng của mình đi ạ. 3, nâng vai của mình lên. 2, 1, từ từ hạ gối, đẩy vai về phía trước, hạ ngực cầm giữa hai bàn tay, thở hết ra. Giữ và hít thở đều, khép sát cử tay. 5, 4, 3, 2, một, xuôi mũi chân, trườn người về phía trước, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, trườn người lên rắn hổ mang, thở ra. Chúng ta trùng nhẹ khử tay và khép hai khử tay lại. Giữ ở đây. 5, dướn lồng ngực của mình lên phía trước. 4, thả lỏng vùng lưng. 3, 2, 1, rồi đẩy mông ra sau về tư thế em bé. Giữ ở đây và hít thở đều. Cảm nhận sự căng giãn ở vùng lưng. Thả lỏng hai vai. Điều hòa hơi thở. Cân bằng lại năng lượng. Ở tư thế này chúng ta sẽ trườn người xuống và nằm sấp. Hai tay xuôi theo thân. Gập hai chân, hai đầu gối mở rộng bằng hông. Hai tay nắm lấy cổ chân. Hạ trán của mình xuống. Ra lên tư thế cây cung. Tùy vào mức độ mở lưng của mỗi người, khi nào chúng ta đau thì chúng ta dừng lại ở đấy ạ. Xoay vai. Hít vào, nâng chân lên cao, ngực lên cao. Quáng siết cái chân của mình lên để lôi vai của mình lên ạ. Thở ra từ từ, hạ người của mình xuống, chán xuống. Lần thứ hai, xoay vai. Hít vào, nâng cao lồng ngực, siết chân lên cao. Ta không ngửa cổ như này ạ, ta đầu cổ vẫn thả lỏng. Mắt nhìn thẳng. Thở ra từ từ, hạ bộ ngực, trán của mình xuống. Một lần cuối nào. Xoay vai lên. Hít vào, nâng chân lên cao. Mắt nhìn lên phía trước. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5, gắng siết chân lên nữa nào. 4, siết nhẹ cơ bụng và thả lỏng vùng lưng của mình. 3, gắng khép phần hai phần chân của mình lại một chút. 2 và 1, rồi từ từ hạ xuống. Thở hết ra.
Nào bây giờ chúng ta sẽ xoay người và chúng ta nằm ngửa. Co hai chân, chúng ta về tư thế ống bễ, hai tay nắm lấy đầu gối, xuôi mũi chân. Ở những người bị đau cổ, phần đau cổ vai gáy thì chúng ta không cần nâng đầu lên. Còn nếu như mà chúng ta không bị đau cổ vai gáy bình thường ấy thì chúng ta sẽ nâng đầu lên ạ. Hít vào mở rộng lồng ngực, phình căng bụng một chút. Thở ra từ từ, cuộn người lên, kéo đầu gối về sát ngực, cằm thu về hõm cổ, giữ ở đây và hít thở đều. Nếu tốt thì chúng ta có thể dùng bàn tay phải để nắm ngoài bàn chân trái và tay trái nắm phía ngoài bàn chân phải. Kéo người của mình lên nữa. Giữ và hít thở đều 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ người của mình xuống, chống hai chân. Lúc này hai chân mở rộng bằng hông và hướng mũi chân vào bên trong. Hai tay ta nắm lấy phần gót chân, cuộn vai của mình lại. Hít vào, nâng mông lên cao, ngực lên cao. Cố gắng đẩy ngực lên sao cho gần chạm vào cằm nhất có thể. Thở ra từ từ, hạ mông xuống, lưng xuống. Tiếp tục lần thứ hai. Hít vào, nâng mông lên cao, đẩy ngực lên. Thở ra từ từ, hạ mông xuống, lưng xuống. Rồi một lần cuối. Hít vào, mông lên cao, ngực lên cao. Giữ và hít thở đều, chúng ta cuộn vai của mình lại một chút ạ, để bảo vệ phần cổ. 5, đẩy mông lên nhiều nào. 4, 3, mở rộng lồng ngực hơn nữa. 2, siết nhẹ cơ bụng đi ạ. Và 1, rồi rất tốt, từ từ hạ mông của mình xuống. Rồi, sau tư thế ống bễ thì chúng ta co hai đầu gối lại. Hít vào, phình bụng, nâng cao lồng ngực. Vặn người sang bên phải, hạ đầu gối xuống gần phía tay. Mắt nhìn sang bên trái. Tiếp tục về giữa, hít vào, nâng cao cơ hoành của mình lên. Vặn người sang bên trái, thở ra. Hạ vai phải của mình xuống và mắt nhìn về phía bàn tay phải. Rồi về giữa, hít vào. Đổi bên, thở ra. Lần này chúng ta sẽ làm và giữ ở đây ạ. Tay phải chúng ta sẽ đặt lên bên trên của đùi trái, nhấn hai đầu gối của mình xuống, đồng thời hạ vai trái hạ xuống thảm, thả lỏng toàn bộ vùng lưng. Tư thế này rất tốt cho những người bị thoát vị đĩa đệm luôn ạ. Giữ và hít thở đều 4, 3, cố gắng thả lỏng toàn bộ vùng thắt lưng phía dưới. 2 và 1. Rồi, tiếp tục nhả tay ra. Hít vào, nâng cao đầu gối lên. Từ từ hạ đầu gối sang bên trái, thở ra, mắt nhìn sang bên phải. Giữ tay trái đặt lên đầu gối phải, nhấn hai cái đầu gối khép sát lại và đồng thời nhấn vai phải của mình xuống. Giữ và hít thở đều ạ. 4, 3. Cảm nhận vùng lưng của mình đang được kéo giãn hết toàn bộ vùng lưng phía sau này. 2 và 1. Rồi về giữa, hít vào, thở ra, hạ chân xuống, đồng thời duỗi thẳng hai tay, hạ thả lỏng hai chân. Chúng ta về tư thế xác chết một chút ạ. Chúng ta vừa tập xong chuỗi bài tốt cho lưng. Hy vọng là chúng ta mỗi tuần chúng ta có thể tập 2 lần để cho lưng của chúng ta không bị đau mỏi, phần cổ vai gáy được kéo giãn. Bấm đăng ký kênh YouTube và bạn sẽ là người đầu tiên gặp lại Huyền. Hẹn gặp lại các bạn vào những video yoga tiếp theo.